Chúng ta tiếp tục với chương trình tiếng Anh lớp 6 Ryan, tiếp tục cái bài Hello và trang số 9 với cái động từ to be. Động từ to be các bạn đã biết đó là am, ia, rất là dễ. Và nghĩa của nó là thì là đó. Các bạn chú ý câu khẳng định affirmative là câu khẳng định này. À, chúng ta có những cái đại từ nhân xưng đi với động từ to be nào chúng ta phải nhớ. Đó là I thì đi với am, viết tắt là phẩy m. You đi với a, viết tắt là phẩy re. He đi với e, c đi với e, it đi với e và viết tắt là phẩy s. We thì đi với a, you đi với a, they đi với a, viết tắt là phẩy re. Và câu phủ định của động từ to be đó là chúng ta thêm not sau to be. Riêng cái am not không viết tắt được. A not thì viết tắt thành aren't. E not thì viết tắt thành isn't nhá. A not là aren't. Rồi, câu gì? Câu nghi vấn. Câu nghi vấn hay còn gọi là câu hỏi thì chúng ta đưa to be ra trước chủ ngữ. Chúng ta có am I, chúng ta có are you, chúng ta có is he, he, he it, chúng ta có are we, are you, are they và có chấm hỏi cuối câu. Và câu trả lời ngắn gọn: yes I am, no I am not, yes you are, no you aren't, yes he is, no he isn't chẳng hạn, yes they are, no they aren't. Rồi, chúng ta xem coi câu này. Hello Helen, chào Helen. I'm not Helen, em không phải là Helen. I'm Maria, em là Maria. Are you Miss Smith? Cô là cô Smith hả? No, I'm not, không phải. I'm Miss White, tôi là cô White. Rồi, bây giờ chúng ta thuộc cái bài này, chúng ta sẽ nối. Chúng ta sẽ nối, hoàn thành và nối bây giờ này. Chúng ta có bên này là nào, Paul, Pam, Ethan. Pam không phải 10 tuổi. Nối với câu cô ấy 12 tuổi. Ok. Câu này, bọn họ không phải là người Tây Ban Nha, bọn họ là người Brazil. Câu này, tôi không phải người Anh, tôi là người Canada. Câu này, chúng tôi không phải người Nga, chúng tôi là người người Úc. London thì không phải London thì không phải ở Mỹ, nó ở Vương quốc Anh. Bạn không phải 12 tuổi, bạn 10 tuổi. Và ở đây các bạn chú ý cái cột bên này là toàn là phủ định hết, có not trong câu. Và vế bên là khẳng định, không có not. Ok, vậy như thế này, làm sao để biết cái vế nào nối với cái nào, cái câu nào nối với câu nào? Thì ở đây là đây, thì ở đây phải là đây. Ở đây là ai, thì ở đây phải là ai, tương đồng. Ở đây là we, thì phải nối câu nào có we. London là vật số ít, chúng ta sẽ nối với ít là nó. You thì phải là you. Ok. Về bên này là phủ định thì các bạn sẽ chia amia ra và thêm not vào. Ví dụ đây thì đi với a và thêm not vào đây am. I am thêm not vào không viết tắt được. We thì đi với a thêm not là we am. London e thêm not là London isn't. A thêm not vào đọc là aren't. Đấy, và bên này chia amia ra bình thường nhá. We đi với a, I đi với am, it đi với e, c đi với e, you đi với a và đây đi với a. Ok. Rồi, xuống bài số 5, chúng ta sẽ hoàn thành cái động từ to be. Xin chào, tôi là Peter Knowles. Peter Knowles. Tôi 10 tuổi và tôi đến từ nước Mỹ. Đây là bạn thân nhất của tôi tên là Kay. Cô ấy 11 tuổi. Môn thể thao yêu thích của chúng tôi là môn tennis. Và chúng ta sẽ trả lời. Trước hết là chúng ta sẽ điền to be vào. Bây giờ Peter là chủ ngữ số ít, chúng ta điền y. He là chủ ngữ số ít, chúng ta điền y. Kay và Peter là chủ ngữ số nhiều, chúng ta sẽ điền a. K là chủ ngữ số ít, chúng ta điền y. Basketball là chủ ngữ số ít, chúng ta điền y. Để chúng ta dịch và chúng ta trả lời ngắn gọn bên nhá, dựa vào dữ liệu đây. Có phải Peter đến từ Mỹ hay không? Đúng vậy, là Z he is, con trai là he này. Anh ấy 11 tuổi phải không? Ở đây không phải. No he isn't. No he isn't. K và Peter là bạn thân phải không? Đúng rồi, là Z they are. Bởi vì ở đây là hai người, các bạn sẽ xài đây đây nhá, Z they are. Rồi EK 11 tuổi, K 11 tuổi phải không? Đúng vậy, ZCE. Basketball có phải là môn thể thao yêu thích của bọn họ không? No it isn't. Môn tennis mới phải là môn thể thao yêu thích. Còn đây là môn basketball thì chúng ta sẽ trả lời no. Mà no là it isn't. Rồi chúng ta qua bài số 6. Ta qua bài số 6. Hãy hoàn thành câu về sự, về bạn ấy. Sử dụng cái câu khẳng định hoặc là negative là phủ định. Bây giờ tôi, bây giờ nếu mà mình 15 tuổi thì mình sẽ bảo là I am 15 years old. Nếu mà không phải là I am not 15 years old nhá. Câu số 2, bạn thân nhất của tôi thì đến từ Hy Lạp. Vậy nếu mà đúng thì các bạn sẽ điền y, mà không đúng là điền isn't. Bởi vì người bạn thân là số ít, chúng ta phải y.
Câu số 3, môn thể thao yêu thích cũng là số ít và chúng ta cũng phải y và có thể là y dần nhé. Môn thể thao yêu thích là môn tennis. Nếu mà để y dần là không phải. Ok. Câu tiếp theo, những người bạn của tôi này, friend có sở, tức là những người bạn là số nhiều và chúng ta sẽ xài A hoặc là Anot đây. Anot viết tắt là An đó. Câu số 5, màu yêu thích của tôi. Màu yêu thích là chủng có số ít, chúng ta sẽ xài y ở đây hoặc là y dần ở đây. Tiếp theo câu số 6, ai thì phải là đi với An rồi, và nếu có nó thì là I am not. Tôi giỏi môn tennis hoặc là tôi không giỏi môn tennis nha, tùy mình trả lời. Rồi. Cái bài đọc từ tôi đi kết thúc tại đây.